Minh Vy xin được chào mừng quý vị đang đến với bản tin FBNC ngày 16 tháng 12. Trong phần đầu của bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi xin được gửi đến quý vị những thông tin nổi bật ngay sau đây. Khu công nghiệp Hiệp Phước xây nhà xưởng cao tầng phục vụ cho các doanh nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ. Cơ quan chức năng đã xử lý gần 187.000 vụ vi phạm gian lận thương mại và hàng giả. Nhưng trước hết sẽ là thông tin Ngân hàng Nhà nước sẽ không in tiền lẻ mới cho dịp Tết 2016. Vâng, thưa quý vị, còn gần 2 tháng nữa sẽ đến dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, trong khi trên thị trường hoạt động đổi tiền lẻ mới cho nhu cầu lì xì hay đi chùa đã bắt đầu diễn ra, thì Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết là sẽ không có chủ trương phát hành tiền lẻ mới cho dịp Tết này, đồng thời sẽ kiểm soát hoạt động đổi tiền thu phí trên thị trường. Theo báo giá của một số đầu mối đổi tiền mới tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, thì phí đổi tiền lẻ trước thời điểm Tết Nguyên đán khá mềm. Cụ thể, tiền có mệnh giá từ 1.000 đồng tới 20.000 đồng có phí là từ 8 đến 11%. Tiền có mệnh giá lớn hơn 50.000 đồng, phí sẽ dao động từ 6 đến 7%. Đắt nhất là tiền mệnh giá 500 đồng với mức phí là từ 70 đến 100% trên số tiền nhận về và khó có thể đổi được số lượng lớn nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Cục Phó Chi cục Phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Xuân Hải cho biết, năm nay, Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì dự trữ một lượng tiền mệnh giá nhỏ đã qua sử dụng, đủ tiêu chuẩn lưu thông để đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu thanh toán của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Và Ngân hàng Nhà nước cũng không có chủ trương phát hành tiền lẻ để phục vụ các nhu cầu như đổi tiền mới, dùng để lì xì hay đi chùa. Ông Hải cũng cho biết, cơ quan điều hành sẽ có phối hợp với quản lý thị trường để quản lý những giao dịch đổi tiền thu phí trên thị trường. Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ trọng thanh toán tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán có xu hướng giảm dần trong khoảng 5 năm qua. Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán có xu hướng giảm dần từ mức hơn 14% năm 2010, nay còn khoảng 12%. Hạ tầng thanh toán trực tuyến và thanh toán qua thẻ được hiện đại hóa và phủ sóng rộng khắp đã góp phần tích cực vào xu hướng giảm thanh toán bằng tiền mặt. Trong đó, số lượng ATM và máy cà thẻ POS cũng mở rộng khá nhanh. Đến cuối tháng 9 năm nay đã có gần 17.000 máy ATM và hơn 208.000 POS, và số POS cũng tăng đến 300% so với hồi đầu năm 2011. Cũng từ năm 2011 đến nay, lượng thẻ phát hành đã tăng hơn 200%, đạt hơn 96 triệu thẻ. Thẻ ngân hàng hiện không chỉ được tích hợp nhiều chức năng mà tính bảo mật cũng liên tục được nâng cao. Thưa quý vị, theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, mới đây thành phố đã một lần nữa đề xuất Bộ Thông tin Truyền thông tăng cường giải pháp quản lý thuê bao di động trả trước, trong đó có giải pháp hạn chế tin nhắn rác. Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đây là lần thứ tư thành phố đề xuất với Bộ Thông tin Truyền thông một số giải pháp nhằm quản lý thuê bao di động trả trước chặt chẽ hơn, trong đó có những giải pháp hạn chế, ngăn chặn tin nhắn rác, cụ thể như ra quy định về giới hạn tần suất nhắn tin hay ra quy định giám sát các nhà phân phối chuyên bán SIM đã kích hoạt sẵn. Được biết, từ hồi tháng 8 năm 2013 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã từng 3 lần kiến nghị các giải pháp siết chặt quản lý thuê bao di động trả trước. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay các quy định về đăng ký thông tin, kích hoạt dịch vụ thuê bao di động trả trước vẫn chưa chặt chẽ, nên tình trạng gửi tin nhắn rác quấy rối, lừa đảo, chống phá ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Điều này ảnh hưởng đến an toàn an ninh thông tin và gây khó khăn trong truy tìm tội phạm. Vào sáng nay, khu công nghiệp Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng giai đoạn 1 khu nhà xưởng cao tầng. Đây cũng là mô hình nhà xưởng cao tầng thứ hai của thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu của những doanh nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ. Nhà xưởng cao tầng của khu công nghiệp Hiệp Phước được đặt tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có quy mô 20.000 m2, trong đó tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 46.000 m2, gồm 4 nhà xưởng cao 6 tầng, 2 nhà xe cao 1 tầng và các hạng mục phụ. Riêng giai đoạn 1 dự án là một khối nhà xưởng 3 tầng, có khả năng chịu tải trọng sàn lên đến 2 tấn 1 m2 đối với tầng trệt và 500 kg 1 m2 đối với các tầng lầu. Theo ông Vương Hữu Mẫn, tổng giám đốc công ty khu công nghiệp Hiệp Phước, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 60 tỷ đồng với giá cho thuê dự kiến là 4-6 USD một mét vuông. Chúng tôi nhắm đến đối tượng là công nghệ cao và những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa và những doanh nghiệp mà di dời trong những cái nơi sản xuất trong thành phố đi ra ngoài trong vào trong cái khu công nghiệp, đặc biệt sẽ là đa dạng hóa hơn, có thể là nó từ diện tích nhỏ vài trăm mét vuông cho đến khoảng 2.000 mét vuông cho một mặt bằng nhà xưởng. Rất là nhiều nhà đầu tư họ quan tâm, đặc biệt những nhà đầu tư, nhà sản xuất khoảng từ 300-400 mét vuông, họ quan tâm đặc biệt và họ cứ đặt đề với chúng tôi là khi nào sẽ có. Thì cái câu trả lời của chúng tôi là khoảng tháng 10-2016 chúng tôi sẽ chính thức đưa cái nhà xưởng cao tầng này đi vào hoạt động.
Trước đó, hôm 14 tháng 10 vừa qua, khu chế xuất Tân Thuận cũng vừa khánh thành nhà xưởng cao tầng đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh với diện tích cho thuê gần 12.500 m². Ngoài ra, thành phố còn có 3 địa điểm khác được cấp phép thí điểm mô hình nhà xưởng cao tầng là khu công nghiệp Đông Nam, khu chế xuất Linh Trung và khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Đến với chuyên mục Mỗi ngày một con số, ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nhắc đến con số 187.000. Đây là số vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được các cơ quan chức năng xử lý trong năm 2015. Theo thông tin vừa được Ban Chỉ đạo 389 quốc gia công bố sáng ngày 16 tháng 12, trong tổng số 187.000 vụ thì lực lượng quản lý thị trường xử lý gần 95.000 vụ, hải quan xử lý trên 19.000 vụ, công an xử lý trên 9.000 vụ. Còn lại là các lực lượng chuyên ngành khác như là Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Thanh tra thuế. Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đánh giá trong năm 2015, các đối tượng vi phạm đã hoạt động tinh vi hơn, thay đổi phương thức, thủ đoạn, tuyến đường, địa bàn hoạt động. Những kết quả đạt được chỉ mới là bước đầu, tình hình vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, năm 2016, ngoài việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia sẽ thành lập các đoàn kiểm tra xuống trực tiếp các địa phương để nắm tình hình, đôn đốc việc phòng ngừa tội phạm. Vâng, thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần đầu bản tin FPNC ngày hôm nay. Trong phần tiếp theo thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý như sau. Tổng cục Hải quan cho biết từ năm 2016, những doanh nghiệp nợ thuế sẽ không được ưu tiên thông quan. Đầu tư công nghệ cho nông nghiệp, chính sách nhiều, doanh nghiệp tiếp cận không bao nhiêu.